Đấy, rất nhiều bác khách gọi điện qua hỏi còn những cái mã này không, thì em nói thẳng mọi người là bác nào đang muốn mua thì nhanh tay mua luôn em thật mọi người. Chứ hàng bây giờ là thôi, cái tốc độ mà mua như này em khẳng định mọi người 1-2 hôm nữa lại không có gì để mà bán luôn nhá. Đấy, ở đây thì đang là Onkyo có mã là N7X nhá. Hôm trước em quay là hàng đấu mạng con này thì không kém gì hàng đấu mạng luôn các bác ạ. Hàng nhà em đợt này toàn hàng tuyển thôi, cứ gọi là miên man mướt mát chân dài cho các bác nhá. Đấy, mặt xanh cao cấp, volume có đèn luôn, Onkyo N7X nhá. Đấy các bác thấy không? Đây, đấy. Góc cạnh. Đấy. Đấy. Ở đây thì em đang kết nối trực tiếp với loa, đài FM AM, các cổng kết nối để nghe điện thoại, cổng quang. Onkyo N7X sử dụng điện 100V, công suất của cục là 46W, được sản xuất tại Nhật nhá. Đấy. Đây là toàn bộ về cục này. Đấy mọi người thấy không? Và cứ gọi là miên man. Đấy. Ở đây thì em sẽ test thử về chức năng CD cho mọi người luôn. Những cái cục này thì quá là tiện rồi. Các bác về nghe CD này, nghe nhạc qua điện thoại, máy tính này. Đấy, ngoài ra thì các bác cần thì có thêm cả FM, AM nữa. Nó tích hợp mọi chức năng cho một cái cục như thế này luôn. Và hơn nữa thì giải mã, quan trọng nhất là giải mã đúng không ạ? Rất chi là chi tiết và hay cho mọi người luôn nhá. Đấy, đây là CD. Như gió tìm dặn phi lao, như trời cao mong mây trắng, em vẫn từng đợi anh trên những chặng đường quen, tiếng hát ai sao động thoáng mùi hoa êm đềm, kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, bạn bè chung những con đường nhỏ, hoa xưa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em, có lẽ nào anh lại quên. Đây đợi em một chút, em có khách ạ. À, dạ vâng, em xin lỗi chút, có khách vừa vào hỏi đồ. Đây. Đấy, em không biết các anh như nào nhưng mà thật sự nghe tiếng của CD mình không thể nào mà cưỡng chế nổi. Chất âm ra rất là hay luôn ạ. Đấy, đây là về CD, em sẽ test qua về cái cổng quang cho mọi người này. Quang thì các bác ấn cho em nút digital sang cổng quang nhé. Đấy, em nói thật với các anh thì về cái khoản chất âm ấy, các bác phải về nhà
nghe trực tiếp bằng tai nó mới gọi là nó mới thấm. Chứ còn ở đây em quay qua điện thoại thì một phần nó đã bị giảm bớt rồi, nó không thể nào mà lên hết được tiếng nhá. Đấy, nói chung về chức năng cơ bản thì nghe nhạc qua CD, điện thoại, máy tính, cổng quang cho mọi người, ok luôn đúng không ạ? Đấy, cùng này thì em để cho bác giá là 1.590.000 nhá. Đấy, 1.590.000. Bác nào lấy thì báo em luôn, số điện thoại bên em là 0966 591581. Địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nhà em còn mã này hình như là còn một cục nữa, nhưng mà cục đấy thì nó bị xây xước rồi, nó không được bằng cục này đâu. Đấy, nên bác nào lấy thì báo em luôn nhá, chứ cục sau thì chắc là bắt buộc rồi, giá em phải bán mềm xuống một chút. Đấy, bởi vì nó không được đẹp thì không thể nào mà giá cao được đúng không ạ? Đấy, còn nếu như bác nào mà không quan trọng hình thức mà bảo là thôi anh chỉ cần rẻ thôi, anh không cần hình thức, thì cũng có thể liên hệ lại để em sẽ quay cái cục kia lên cho các anh nhá. Đấy, nhưng mà hàng em thật với các bác, chứ hàng thường thì các bác mua lúc nào cũng được, chứ hàng mà hàng long lanh tuyệt đẹp thì không phải lúc nào cũng có đâu. Đấy, mọi chi tiết thì cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 594581 để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo ạ.